Xin chào các bạn, xin giới thiệu tới các bạn ván đấu giữa hai danh thủ Lưu Tùng Trạch và Lại Lê Huynh. Đây là ván đấu được diễn ra vào năm 2014. Trong ván cờ này, danh thủ Lưu Tùng Trạch là người cầm quân đỏ là Quỳnh đi trước, và danh thủ Lại Lê Huynh là người cầm quân đen đi sau. Sau đây là diễn biến của ván đấu. Xin mời các bạn theo dõi.